Chương trình 24 giờ chuyển động. Trong phần đầu của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay, mâu thuẫn trên mạng, hàng chục học sinh mang theo hung khí đi hỗn chiến. Sau thông tin đề nghị truy tố nhiều cựu quan chức nhận hối lộ trong vụ chuyến bay giải cứu, dư luận đặt ra câu hỏi liệu những người phải trả giá cao gói chuyến bay giải cứu có được bồi thường hay không. Nghề làm tôm khô ở Cà Mau được đề nghị là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Phi công hạ cánh trên nóc tòa nhà cao hơn 200m. Kính chào quý thính giả, chúng ta vừa điểm qua một số nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi là Minh Lam cùng với Kiều Tiên. Chào mừng quý vị đến với chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Và ngay bây giờ xin mời quý vị bắt đầu đi vào nội dung chi tiết của chương trình với phần tin nóng. Tin nóng liên quan đến việc hàng chục học sinh ở Bình Dương thủ giao kiếm hẹn giao để giải quyết mâu thuẫn, công an thành phố Thủ dầu một tỉnh Bình Dương cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý hai nhóm thanh niên có hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo công an, Nguyễn Quốc Ca và Trần Huy Hoàng B cùng sinh năm 2006 là hai học sinh đang học tại trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thủ dầu một. K rủ theo 14 thanh niên khác mang theo hung khí. B cũng rủ theo 14 thanh niên đến điểm hẹn tại phường Hòa Phú để hùng chiến. Nhóm của K truy sát chém 3 thanh niên của nhóm B bị thương. Nhận được tin báo, Công an thành phố Thủ Dầu Một đã vào cuộc điều tra và vận động gia đình các em học sinh đưa con đến trình diện. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố đối tượng Chu Thị Quế, sinh năm 1963, trú tại huyện Tân Kỳ, về tội cho vay nặng lãi trên địa bàn, đã thu giữ 42 triệu đồng tiền mặt, 4 quyển sổ tay, một xe mô tô và nhiều giấy tờ liên quan khác. Làm việc với 7 bị hại, đã làm rõ số tiền đối tượng thu lợi bất chính là hơn 300 triệu đồng. Hiện chuyên án đang được Công an huyện Tân Kỳ tiếp tục điều tra, mở rộng. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết Công an phường Mỹ Hòa vừa kiểm tra một trại cưa bỏ hoang thuộc khóm Tây Khánh Nam, phát hiện số lượng lớn giao tự chế và 5 xe gắn máy vô chủ cùng nhiều tài sản nghi vấn do trộm cắp. Thông tin ban đầu, lực lượng chức năng nhận được tin báo về nhóm thanh niên nghi vấn trộm cắp tụ tập tại một trại cưa bỏ hoang. Khi lực lượng kiểm tra địa điểm trên, bốn thanh niên đã tháo chạy. Tại đây, cảnh sát phát hiện tạm giữ 5 xe máy, 5 chiếc xuồng phương tiện thủy, 9 dao tự chế, 4 cục máy nổ, 5 điện thoại di động, kim cộng lực cùng nhiều tài sản nghi vấn do trộm cắp. Công an xác minh truy bắt nhóm thanh niên liên quan. Tiểu mục nóng trên mặt báo. Thưa quý vị, câu chuyện nóng trên mặt báo ngày hôm nay tiếp tục trở lại vụ án chuyến bay giải cứu. Và lần này đối tượng đáng quan tâm là những người phải trả giá cao gói chuyến bay giải cứu. Câu hỏi dư luận đặt ra đó là liệu họ có được bồi thường? Phần bình luận sự kiện sau đây của tác giả Lê Thành Phong sẽ cho chúng ta một góc nhìn về vấn đề này. Mời quý vị cùng lắng nghe. Theo kết luận điều tra vụ án chuyến bay giải cứu xảy ra tại Bộ Ngoại giao Hà Nội và các tỉnh thành phố Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 54 bị can. Cơ quan an ninh điều tra đã làm rõ, để được thực hiện các chuyến bay giải cứu, doanh nghiệp phải bôi trơn hàng chục tỷ đồng. Các doanh nghiệp lấy tiền đâu ra để bôi trơn? Câu trả lời quá đơn giản, đó chính là nâng giá cao gói chuyến bay giải cứu, lấy tiền của người được giải cứu để chung chi, chia chác. Từ cuối năm 2020-2021, đã thực hiện 1.000 chuyến bay với số lượng 200.000 người, các đối tượng đã cấu kết trục lợi hàng trăm tỷ đồng, chặt chém người đi chuyến bay giải cứu quá dễ vì lúc đó họ không có lựa chọn nào khác. Muốn về nước thì phải vào lưới của nhóm lợi ích này dăng ra. Trong quá trình điều tra, cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ 146 lượng vàng, hơn 5,4 kg, 670.000 đô la Mỹ, 1 tỷ đồng. Nhưng số tài sản này quá nhỏ so với số tiền mà các bị can chia nhau. Cụ thể, bị can Tô Anh Dũng, Cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhận hối lộ hơn 21 tỷ đồng, Nguyễn Thị Lan Hương, cựu cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao nhận hối lộ hơn 25 tỷ đồng, Đỗ Hoàng Tùng, cựu phó cục trưởng Cục Lãnh sự nhận hơn 12 tỷ đồng, Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhận hơn 4 tỷ đồng, Vũ Anh Tuấn, cựu phó trưởng phòng tham mưu Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an nhận hơn 27 tỷ đồng. Chử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhận hơn 2 tỷ đồng, Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhận 5 tỷ đồng. Phán xét cuối cùng của tòa án sẽ xác định số tiền nhận hối lộ và chắc chắn phải thi hành án thu hồi. Như đã phân tích ở trên, số tiền mà các bị can chi nhau là tiền của những người mua gói chuyến bay giải cứu. Vậy thì cần phải tính đến hoàn trả tiền và bồi thường thiệt hại nếu có cho những người phải mua giá cao bị chặt chém. Danh sách những người đi chuyến bay giải cứu còn đó, số tiền trả cho hợp đồng trọn gói gồm vé máy bay và dịch vụ cách ly cũng còn đó. Nạn nhân có thể chứng minh và kiện đòi bồi thường. Có nhiều giải pháp để xử lý bồi thường, đảm bảo chính xác phù hợp với các nhóm đối tượng mức độ thiệt hại khác nhau. Xuất phát từ lợi ích chính đáng của người dân, sự công bằng xã hội thì sẽ giải quyết được vụ việc này. Tất nhiên, việc bồi thường chỉ giải quyết sau khi kết thúc vụ án đã thi hành án, thu hồi được số tiền bất chính từ băng nhóm tội phạm này. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì nội dung này của tiểu mục nóng trên mặt báo xin được tạm dừng. Tiếp tục chuyển động với chương trình là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Tiểu mục Đông Tây chuyển động Thưa quý vị, tôm khô Cà Mau là một trong những đặc sản được người trong và ngoài nước biết đến. Mới đây, ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, cho biết đơn vị vừa gửi hồ sơ trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị công nhận nghề làm tôm khô Cà Mau là văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghề làm tôm khô được người dân Cà Mau phát triển từ thời khai khẩn đất hoang. Tôm khai thác làm khô chủ yếu là những loại tôm đất, tôm bạc, sống trong môi trường sông tự nhiên hoặc tôm chì, tôm sắt được khai thác từ biển. Sản phẩm tôm khô Cà Mau nước tiến xa gần là do con tôm được sinh trưởng trong môi trường sinh thái đặc thù, phù sa màu mỡ, có nhiều thức ăn nên thịt chắc và ngọt, có mùi thơm, màu đỏ tự nhiên. Cà Mau là một tỉnh có diện tích nuôi tôm lớn nhất cả nước, với hơn 266.000 hecta. Nghề làm tôm khô ở Cà Mau đã tạo việc làm cho hàng ngàn lao động tại địa phương và cung cấp ra thị trường hàng chục tấn tôm khô mỗi năm. Sản phẩm tôm khô Cà Mau – cũng đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu tập thể năm 2011. Tâm khô Cà Mau hiện nay đa phần được sản xuất thủ công truyền thống, cụ thể đem luộc phơi khô bằng nắng tự nhiên, cho vào bao đập vỏ và lựa phân cỡ. Tâm khô Cà Mau là đặc sản có giá trị kinh tế cao và là mặt hàng phổ biến trong các bữa ăn của người Việt. Loại một thời điểm hút hàng có thể lên đến hơn 1,8 triệu đồng một kg. Hương vị tâm khô Cà Mau đặc trưng, dễ chế biến được nhiều món ăn, thậm chí có thể ăn ngay mà không cần phải nấu lại hay chế biến cầu kỳ. Thông tin tiếp theo cũng khiến cho bà con vô cùng phấn khởi. Thưa quý vị, cá bớp được bán với giá 225.000 đồng đến 230.000 đồng 1 kg, tăng dao động từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng 1 kg so với một tháng trước đây. Giá cá này người dân nuôi biển ở xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang phấn khởi vì thu về lợi nhuận cao. Những ngày này không khí nuôi cá mú, cá bớp, cá chim vay vàng của người dân rất nhộn nhịp. Tàu ghe neo đậu tấp nập, người cho cá ăn, người gia cố lòng bè thêm chắc chắn, các thương lái cũng tranh thủ cân cá của bà con xuất bán ra thị trường. Ông Đinh Văn Sơn, xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang cho biết: Tôi là gốc ở Hòn Nghệ, người đó cũng làm nghề đi câu thẻ mực kia. Thế sau đấy biển nó cũng tranh kẹp quá, rồi xây qua nuôi trồng thủy sản chung là nuôi ngày xưa nó có mú đó là làm cũng có ăn nhưng thời gian nước nó dơ quá thì mới chuyển sang qua nuôi cá bóp đó, làm nói là chung cuộc sống nó cũng sống được nó cũng ổn định đó, rồi tới giờ nuôi cá bóp luôn tới giờ luôn Hiện thương lái thu mua cá chim vây vàng có giá là 160.000 đồng 1 kg và đặc biệt là cá mú có giá bán dao động từ 260.000 đến 700.000 đồng 1 kg tùy vào loại cá mú. Riêng cá bớp có giá bán là 225.000 đồng đến 230.000 đồng một kg, tăng dao động từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng một kg cá bớp so với một tháng trước đây. Trước khi giá cá lên, ông Sơn đã xuất bán 300 con cá bớp với giá là 220.000 đồng một kg, nên sau khi trừ đi chi phí, đã thu về lợi nhuận từ 40 đến 50 triệu đồng trên một lồng nuôi. Đồng thời là bốn bè cá bớp còn lại, ông Sơn dự định nuôi cá đạt trọng lượng nhiều rồi mới xuất bán. Ông Nguyễn Đức Minh, Chủ tịch Hội Nông Dân ở xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang cũng cho biết. Hòn à, Nghệ nuôi cá lồng bè, cái nghề nuôi cá lồng bè thì nó xuất phát từ cái năm 1992. bắt đầu là từ đó, từ đó cái ngư trường lúc đó nó kệ rất là cạn kiệt. Đó, à, giống như thời gian bây giờ, bây giờ ông thấy ngư trường cạn kiệt. Thứ hai là cái nghề khai thác hải sản nó, nó không có không, không, không mang lại cái thu nhập cho bà con nên là từ đó bà con là chuyển sang cái nghề nuôi cá lồng bè vì là những cái năm trước thì nghề nuôi cá lồng bè là nó có mang lại cái hiệu quả là đáng kể cho bà con là nông dân trên cái địa bàn xã những cái hộ mà nuôi cá là từ mà những cái hộ mà khó khăn bây giờ nó trở thành giàu. Năm 2022, Kiên Giang có khoảng 3.898 lồng bè nuôi cá trên biển và sản lượng ước đạt 3.372 tấn. Riêng ở Hồng Nghệ, hiện có khoảng 800 lồng nuôi các loại cá bớp, cá mú. Với giá cao như hiện nay, bà con đều rất phấn khởi. Tới đây, địa phương cũng định hướng sẽ chuyển dần sang nuôi cá mú, cá bớp trong lồng nhựa HDPE. Lồng này có thể vươn ra khơi xa, cá lớn, ít hao hụt và giảm thiểu rủi ro, giúp cho mọi người ổn định cuộc sống hơn. Thưa quý vị, mới đây, cảng tàu khách Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiếp nhận thử nghiệm chuyến tàu cao tốc vận chuyển gần 200 hành khách xuất phát từ thành phố Cần Thơ đây là chuyến tàu đầu tiên cập cảng sau khi Cục Hàng hải Việt Nam ban hành quyết định công bố mở bến cảng tàu khách Côn Đảo đưa vào sử dụng để tiếp nhận tàu thuyền chở khách hoạt động trên các tuyến nội địa ra vào neo đậu và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác có liên quan. Đây là sự kiện được đông đảo người dân Côn Đảo và du khách mong chờ. Cảng tàu khách Côn Đảo nằm trong vịnh Côn Sơn được thi công từ năm 2011 đến năm 2022 theo hai giai đoạn có tổng mức đầu tư trên 158 tỷ đồng. Quy mô công trình gồm một cầu cảng chính có chiều dài 50m, chiều rộng 12m, một cầu dẫn kết nối cầu cảng chính với nhà ga hành khách. Ông Đỗ Công Thịnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho hay. Kế hoạch sắp tới thì chúng tôi sẽ là tiến hành thử nghiệm cái tàu lớn hơn, ví dụ như là tàu tiến uh, Vũng Tàu, Côn Đảo là 600 khách. Thì để xem cái cái năng lực đáp ứng của cảng chúng ta như thế nào. thì hôm nay là ngày thời thời tiết thì rất là thuận lợi. thì à, mọi việc là đón chuyến đầu đầu tiên là diễn ra rất suôn sẻ. Trong ngày đầu tiên thử nghiệm tàu khách cao tốc MyLin Express thuộc công ty cổ phần MyLin Tây Đô vận chuyển gần 200 hành khách cập cảng an toàn và thuận lợi. khi cập cảng hành khách được vận chuyển bằng xe điện từ tàu vào nhà ga hành khách đảm bảo thuận tiện và trật tự. Thời gian tới khi cảng tàu khách Côn Đảo chính thức đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách trên hải trình từ đất liền ra Côn Đảo, rút ngắn quãng đường gần 15 km từ cảng bến Đầm về trung tâm Côn Đảo. Bên cạnh đó, với kiến trúc được thiết kế hài hòa với cảnh quan xung quanh, sẽ tạo một điểm nhấn về diện mạo đô thị khang trang hiện đại cho huyện Côn Đảo. Anh Trần Thành Điểm, thành phố Cần Thơ chia sẻ cảm nhận của mình thì mình ở trong nội ô ở đây thì là, là có cảng đây thì hành cách nó cũng vừa phải Đó là đi lại nó rất là thuận tiện và thứ hai nữa là về mặt cảnh quan ở đây thì phải nói là xinh đẹp xinh đẹp hơn ở ngoài Hoàng Đập rồi mình khỏi phải di chuyển một cái đoạn xa Cảng tàu khách Côn Đảo sau khi đi vào hoạt động sẽ góp phần phục vụ cho việc phát triển du lịch, các dịch vụ hàng hải và vận chuyển hành khách, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện Côn Đảo nói riêng và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung, phù hợp với đề án phát triển của huyện Côn Đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Để khôi phục phát triển thị trường khách quốc tế bền vững, nhiều sản phẩm du lịch mới mẻ, đặc sắc đã và đang được triển khai để phục vụ cũng như tạo ấn tượng với du khách quốc tế. Trong đó có chương trình Con đường di sản tại sân bay quốc tế Đà Nẵng mang nhiều cung bậc cảm xúc, đưa du khách từ bất ngờ tới thú vị, từ đáng nhớ đến khó quên. Cục tác viên của chương trình đã có mặt tại thành phố Đà Nẵng để ghi nhận chương trình ca nhạc đặc biệt chào đón du khách quốc tế. 22 giờ tại khu vực ga đi quốc tế, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng không khí rất sôi nổi, náo nhiệt với các tiết mục đặc sắc kể lại những câu chuyện lịch sử, văn hóa, truyền thống dưới ngôn ngữ trang phục, hòa tấu và múa hát giàu bản sắc do các nghệ sĩ, diễn viên, nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh thực hiện, thu hút đông đảo khách quốc tế đến xem và thưởng thức. Hầu hết du khách đều bất ngờ và hào hứng vì ngay tại sân bay lại có chương trình nghệ thuật phục vụ cho du khách như vậy. Chị Chua Lucy, du khách Malaysia, vui vẻ cho biết. Đây là lần đầu tiên tôi đến Đà Nẵng. Tôi đã ở thành phố được 6 ngày. Thật sự Đà Nẵng rất đẹp, có nhiều nét văn hóa lịch sử để tôi khám phá. Nhiều hôm nay tôi đi về thì bắt gặp chương trình nghệ thuật ngay tại sân bay này, giúp tôi hiểu hơn về văn hóa miền Trung cũng như Việt Nam. Đặc biệt tiết mục múa chăm rất đẹp, tôi rất thích. Trong thời gian chờ đến giờ khởi hành bay, tôi xem chương trình này, thấy những người biểu diễn trong trang phục rất đẹp và đặc biệt, tôi cũng ấn tượng với những điệu nhảy múa rất uyển chuyển. Thông qua chương trình này, tôi thấy văn hóa truyền thống của Việt Nam rất hay, đặc sắc, khiến tôi muốn quay trở lại đây nhiều lần nữa để tìm hiểu và trải nghiệm. Chương trình Con đường di sản do Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao, Sở Du lịch và các cơ quan quản lý khác tổ chức. Chương trình diễn ra định kỳ vào tối thứ năm và thứ bảy hàng tuần trong khoảng 30 đến 40 phút với các tiết mục nổi bật như giới thiệu áo dài, hòa tấu một số bài trong hệ thống nhã nhạc, múa Apsara, múa những cô gái Việt Nam từ giữa tháng 3 năm 2022, sau khi chính phủ cho phép mở cửa đón khách quốc tế, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao trải nghiệm và thu hút du khách quốc tế đến với thành phố. Chuyển sang tin quốc tế gây chú ý, nhà phát minh bộ đồ bay phản lực Richard Browning mới đây đã tiết lộ kế hoạch thành lập chuỗi cuộc đua quốc tế cho riêng loại phương tiện của tương lai. Cuộc đua sẽ thu hút những người nổi tiếng và các vận động viên thể thao tham dự. Theo kế hoạch, các phi công sẽ tham gia cuộc đua trong những bộ đồ bay phản lực 1.500 mã lực. Bộ đồ phản lực đã lập kỷ lục Guinness thế giới đầu tiên về tốc độ ở mức 51 km h vào năm 2018. Kỷ lục đã được nâng lên 136 km h vào năm 2019. Công ty Trophy Industry của ông Rovin đã thu hút được khoản đầu tư lên tới 31 triệu bảng Anh chỉ sau 6 năm kể từ khi thành lập bộ đồ bay Richard Browning chế tạo giá trị khoảng 440.000 đô la Mỹ, được trang bị 5 động cơ phản lực gắn trên lưng và hai cánh tay người mặc, bộ đồ nặng 45 kg giúp con người bay trên không. Một phi công đến từ Ba Lan vừa trở thành người đầu tiên hạ cánh máy bay thành công xuống bãi độ ở độ cao 210 m trên nóc khách sạn Burj Al Arab ở Dubai, nơi được xem là một trong những tòa nhà cao nhất thế giới. Đạt được cột mốc mới này sau hai lần nỗ lực bất thành, phi công Lucas Zebela khiêm tốn nói rằng đó không phải là điều làm nên lịch sử, mà đơn giản chỉ là một trải nghiệm tuyệt vời. Lucas Zebela rất phấn khích khi là người đầu tiên để lại vết hạ cánh xuống bãi đáp trực thăng của tòa nhà, đồng thời tin tưởng sẽ không ai lặp lại việc này. Phi công 39 tuổi phải đặt lệnh hạ cánh cách rìa bãi đổ khoảng 7 mét để không bị pha chạm và hoàn tất mọi thao tác trong khoảng 20 mét để có cú hạ cánh an toàn. Ở độ cao hơn 200m so với mực nước biển, không có những điểm tham chiếu rõ ràng xung quanh, việc hạ cánh hoàn toàn khác với hạ cánh trên mặt đất và anh cũng phải vận dụng những kỹ thuật hoàn toàn khác và phải hoàn toàn tin tưởng vào kinh nghiệm của bản thân. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, tiểu mục cà phê không đường với câu chuyện báo động tình trạng bạo lực học đường tại Thanh Hóa. Tiểu mục chuyện ngày mới, tình yêu thương tạo cơ hội hòa nhập cho trẻ tự kỷ. Tiểu mục cà phê không đường. Tiểu mục Cà phê không đường sẽ tiếp tục chương trình với một câu chuyện đáng chú ý tại Thanh Hóa. Thưa quý vị, từ đầu năm 2022-2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ học sinh xô xát đánh nhau và quay lại clip đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận. Không ít vụ việc đã để lại hậu quả nghiêm trọng về tâm lý và sức khỏe của nạn nhân, ảnh hưởng đến môi trường giáo dục, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho nhiều phụ huynh và học sinh. Phóng sự phản ánh tại địa phương, mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây. Gần đây nhất, theo báo cáo của trường trung học cơ sở Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn, sáng ngày 18 tháng 3, một học sinh lớp 9 đã bất ngờ dùng dao mang đi từ nhà đâm hai nhát vào sườn một bạn học cùng khối, khiến nạn nhân bị thương nặng. Điều đáng nói là nguyên nhân dẫn đến các vụ đánh dao để xuất phát từ những điều rất nhỏ nhặt, dẫn đến những hành động bột phát để lại hậu quả nghiêm trọng. Thầy Nguyễn Thọ Bình, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho hay, Nhà trường đã thành lập hội đồng kỷ luật và biểu phiếu kiến. thì đối với hình thức kỷ luật cao nhất là đối em Nguyễn Việt Anh là mức đình chỉ học tại trường một năm và thông báo về địa phương và thôn để tiếp tục theo dõi. Ông Nguyễn Văn Cận, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói: ừ, Phòng Giáo dục đã quán triệt triển khai trong cái thực hiện vụ học cũng như ban hành các văn bản để hướng dẫn thực hiện cái phòng chống bạo lực trong học đường nhà trường. À, tuy nhiên thì cái trường hợp xảy ra nó một trường hợp nó cũng rất đáng tiếc thì phòng giáo dục sắp tới thì tiếp tục có những cái kiểm tra các đơn vị nhà trường để nâng cao nhận thức về bạo lực học đường Thời gian qua, các nhà trường cũng đã chú trọng hơn đến việc dạy kỹ năng sống, nắm bắt tâm tư tình cảm của học sinh, giải quyết những mâu thuẫn nhỏ phát sinh, lắp đặt camera giám sát để hạn chế tình trạng xô xát giữa các em. Em Nguyễn Thị Thảo My, trường trung học cơ sở Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Ngay vừa bước vào trường, em đã được các thầy cô tuyên truyền về chuyện bạo luật học đường. Và thầy cô đã đã dạy bảo cho chúng em và chúng em đã được ký cam kết về sự không được bạo lực học đường. Thầy Nguyễn Sĩ Thuấn, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa thì cho rằng cái tính phức tạp của cái đơn vị của Quảng Tiến này nó cũng tương đối cao hơn so với một số đơn vị khác bởi vì đây là cái khu vực du lịch bên ngoài cho nên là trường chúng tôi cũng đã lắp các hệ thống camera giám sát ở gần 20 mắt quan sát tất cả những cái khu vực mà nó nhạy cảm là những cái học sinh có những cái biểu hiện tiêu cực thì nó cũng dần dần nó được chấn chỉnh dần. Đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị trường cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn công tác phòng chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục đối với trẻ em, khuyến khích các em thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử trong trường học. Bà Bùi Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: Sở Giáo dục Đào tạo nắm được cái tình hình trên thì chúng tôi cũng đã một là cũng đã xuống đến cơ sở nắm bắt tình hình và sau đó có những văn bản chỉ đạo các nhà trường đối mối với chính quyền địa phương để xử lý từng cái vụ việc theo cái tính chất mức độ xảy ra và chúng tôi cũng đã tiếp tục có những cái văn bản chỉ đạo đến các cơ sở giáo dục chi địa bàn tỉnh tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức lý tưởng cho học sinh cũng như là tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí. Bạo lực lứa tuổi học đường luôn là vấn đề nhức nhối của xã hội, cần đưa các cấp chính quyền sở ngành quan tâm vào cuộc hơn nữa để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, quản lý xã hội. Qua đó, góp phần phòng ngừa ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ dẫn đến bạo lực học đường tin nóng. Phần tin nóng trở lại ngay sau đây, xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe. Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ đối tượng Phạm Doãn Hùng, trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu cơ quan điều tra làm rõ từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, Phạm Doãn Hùng đã thực hiện hơn 30 vụ lừa đảo đối với nhiều bị hại ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hải Phòng, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hùng đăng tải các thông tin bán vé máy bay giá rẻ lên mạng xã hội, khi có người liên hệ đặt mua, hùng thuê người làm vé giả rồi gửi cho các bị hại. Sau khi nhận được tiền, hùng nhanh chóng cắt đứt liên lạc với nạn nhân. Liên quan đến việc cô gái bị ba người phụ nữ đánh ghen, làm nhục giữa phố, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ dầu Một tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi làm nhục người khác, gây xôn xao so dư luận ngày 27 tháng 3. Ba bị can bị khởi tố gồm Tăng Xỉu Phùng, 33 tuổi, Hỷ Sườn Hướng, 60 tuổi, là mẹ của Phùng, Niềm Thùy Trang, 34 tuổi, là chị chồng của Phùng, cùng ngụ tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Theo điều tra ban đầu, Tăng Sửu Phùng và chồng là VMK, tên viết tắt, 32 tuổi, kết hôn và đã có con chung, ly thân từ tháng 1 năm 2023 nhưng chưa làm thủ tục ly hôn. Ông K có quan hệ tình cảm với chị DBT, tên viết tắt, 18 tuổi, quê tại Cà Mau. Vào chiều ngày 27 tháng 3, ông K chở chị T đi mua sắm bằng ô tô. Tăng Sửu Phùng cùng mẹ, chị chồng và ba thanh niên khác đang xác định danh tính chặn xe ô tô rồi lao vào đánh ghen chị T. Ba người phụ nữ đi đánh ghen sau đó đã bị công an mời lên làm việc rồi tạm giữ. Về việc nạn nhân bị lấy mất chiếc điện thoại, giá trị ban đầu khoảng 29 triệu đồng, các bị can khai chỉ cầm nhầm. Sau khi đánh ghen trở về nhà, Tăng Sửu Phùng đã chủ động liên hệ với ông ca để trả lại tài sản trên. Do đó, cơ quan điều tra nhận định chưa cấu thành hành vi cướp tài sản. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, các bác sĩ bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu phẫu thuật nối chi cho một trường hợp bị cắt đứt rời hai cẳng chân do tai nạn lao động. Bệnh nhân là anh DHH, tên độc tác 38 tuổi, quê tỉnh Thái Bình. Trong lúc đang sửa máy do bất cẩn, anh H đã đứng vào trong khuôn ép của máy ép vải sợi. Khi đóng cầu dao thử máy, lập tức anh bị khuôn ép cắt đứt rời hai cẳng chân. Cuộc phẫu thuật được triển khai bởi hai ekip mổ trong khoảng 6 giờ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân chuyển về khoa hồi sức cấp cứu. Phần hai cẳng chân được nối tình trạng tái tưới máu ổn định và hồng trở lại. Đến ngày thứ 6 sau mổ, toàn trạng bệnh nhân đã hồi phục tốt, lượng máu trở lại bình thường, huyết động ổn định. Tại chỗ vết mổ khô, bàn ngón chân hai bên hồng ấm và hồi lưu tốt, cử động được ngón chân. Tiên lượng diễn biến thuận lợi. Theo tiến sĩ Nguyễn Viết Ngọc, khoa chấn thương Chia trên và phi phẫu thuật, Viện Chấn thương chỉnh hình bệnh viện 108 cho biết, bệnh nhân H là trường hợp đầu tiên được trồng lại cả hai cẳng chân trên một người bệnh ở Việt Nam. Quý vị thân mến, tự kỷ là một rối loạn phát triển lan tỏa với mức độ từ nhẹ đến nặng do rối loạn phát triển hệ thần kinh, bệnh thường khởi phát trước 3 tuổi và diễn biến kéo dài, khiến cho người bệnh gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Cho đến nay, y học hiện đại chưa tìm ra thuốc chữa tự kỷ, cũng không có phương pháp nào toàn diện và có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề của trẻ. Bởi vậy, với trẻ tự kỷ, tình yêu thương của mọi người là điều vô cùng quan trọng. Tiểu mục chuyện ngày mới Và trong tiểu mục chuyện ngày mới hôm nay, mời quý vị cùng đến thăm những lớp học đặc biệt thuộc nhà thờ Vinh Sơn, nguyện đường của các sơn nữ tử bác ái Vinh Sơn, hay còn gọi là nhà thờ Mai Anh tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đây là một trong số 14 cơ sở bảo trợ xã hội của Lâm Đồng, nơi chăm sóc các trẻ mắc chứng tự kỷ, tăng động, chậm phát triển. Dù gắn bó với công việc chăm sóc những đứa trẻ từ 10 năm nay, nhưng với cô giáo Ánh Loan, mỗi tuần lên lớp vẫn phải là những giáo án mới. Lớp học chỉ chừng hơn một chục bé, lại là hơn chục chương trình học khác nhau. Cô phải có kế hoạch tuần cho từng bé và chương trình giáo dục cá nhân trong 3 tháng, không bé nào giống bé nào. Cô giáo Lý Thị Ánh Loan, cơ sở chuyên biệt Mai Anh, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: Giáo viên thì phải linh động chia nhỏ ra từng vấn đề để mà mình dạy trẻ thì trẻ này thường có một cái khó khăn là kém tự tin trong giao tiếp và về vấn đề trả lời câu hỏi rất là khó với bé. Phương là học sinh lớn tuổi nhất ở lớp cô Loan cũng như trong cơ sở chăm sóc trẻ khuyết tật, 15 tuổi, em cùng lớp với rất nhiều em nhỏ tuổi khác, nhận được sự động viên của cô giáo, dù tự tin trước ống kính nhưng đúng như cô Loan chia sẻ, việc giao tiếp của Phương cũng không hề dễ dàng. Bé Cao Ngọc Diễm Phương, cơ sở chuyên biệt Mai Anh, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cho biết. Con học tuổi tối, học tiếng Phi, học tập làm văn. Được thành lập từ năm 2006, ban đầu lớp học cũng chỉ là lớp khiếm thính, nhưng đến năm 2010 đã đổi tên thành lớp khuyết tật, với mong muốn hỗ trợ chăm sóc các trẻ dạng tật ngày càng đa dạng, nhất là trẻ bị tự kỷ. Sơ Nguyễn Thị Dương, cơ sở chuyên biệt Mai Anh, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, nói Mặc dù có những giáo viên hoặc là có những cô giáo, người ta học về cái ngành này nhưng người ta cũng cảm thấy là dạy các em rất là khó cho nên là họ cũng không can đảm để đi dạy các em. Và những cô giáo viên như vậy thì phải có những cô rất là nhiệt huyết và có cái sự kiên trì, kiên nhẫn, yêu thương các em. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thảo, cơ sở chuyên biệt Mai Anh, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cũng chia sẻ nhìn thấy các trẻ như thế này em cảm thấy rất là tội cho các bé mà muốn rơi nước mắt luôn nên là em gắn bó với nghề này thì em muốn giúp các bé nó tiến bộ hơn các bé nó tiến bộ nhiều phụ huynh cũng rất là mừng nhưng chính các bản thân em thì em là người mừng nhất mừng đầu tiên khó khăn là vậy, nhưng bằng tấm lòng sẻ chia và tình yêu thương con trẻ của các sơ và 16 giáo viên, nơi đây được coi là một gia đình lớn của 135 em nhỏ mắc khuyết tật, nhiều nhất là trẻ tự kỷ, tăng động, chậm phát triển. Giống như các cơ sở trợ giúp xã hội thuộc các tổ chức tôn giáo khác, nơi đây đã hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt tôn giáo tại các địa phương. Ông Đặng Xuân Hồng, Phó trưởng ban tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho hay chính quyền tỉnh Lâm Đồng luôn luôn quan tâm tạo điều kiện tối đa, thuận lợi tối đa hết sức có thể để làm sao phát huy tốt cái vai trò đóng góp của các tôn giáo vào cái lĩnh vực an sinh xã hội nhất là lĩnh vực bảo trợ xã hội mỗi ngày các sơ và các cô giáo vẫn kiên trì đem đến cho trẻ những hiểu biết về cuộc sống xung quanh về kỹ năng thiết yếu cũng như chăm sóc bản thân hòa nhập với bạn bè gia đình nhẫn nại và yêu thương đó là những gì chúng tôi cảm nhận được từ con người đang âm thầm với mong muốn mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho những trẻ em đang phải chịu nhiều thiệt thòi vâng và thưa quý vị khó khăn về giao tiếp và tương tác xã hội chính là những rào cản lớn khiến cho trẻ tự kỷ tăng động chậm phát triển không thể truyền đạt mong muốn của mình với người khác hoặc không thể hiểu hết những điều diễn ra xung quanh các em rất cần sự quan tâm chăm sóc chia sẻ và giúp đỡ để cảm thấy yên tâm hơn với trẻ tự kỷ tình yêu thương sự thấu hiểu của mọi người là điều vô cùng quan trọng giúp trẻ sớm hòa nhập với cuộc sống và có một tương lai tốt đẹp hơn và với các cô giáo ở lớp học đặc biệt thuộc nhà thờ vinh sơn đang từng ngày mang lại tình yêu thương ấm áp đưa các bạn nhỏ sớm trở lại cuộc sống mà các bạn ấy hằng mơ ước kiều tiên tin rằng một ngày nào đó bóng đêm của sự tự kỷ rồi sẽ đi qua nhường chỗ cho bình minh về lại trên gương mặt của những chiến binh nhỏ tuổi và thưa quý vị thính giả, câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa Kiều Tiên và Minh Lam xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe và đồng hành cùng với chương trình. Chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.